Tim sống vui vẻ điền duyên với nàng ba và mẹ. Vài năm sau, họ có một người con trai tên là An Đức. Ngày mai là sinh nhật cháu ta, ngươi hãy đem miếng ngọc này đến làm quà cho nó. Dạ. Hãy tha cho tôi. Quan Lễ Hùng muốn tặng quà cho con trai của các người. Tặng quà mà lén lút, có phải hắn muốn hối lộ ta? Dù hắn nhúng tay vào bên khuyến nông, ta phải bắt ngươi và đối chứng. Quan Lễ Hùng, ngài nói xem những thứ này là thế nào. Đây là quà cho ngài và con trai của ngài. Tôi biết ngài không màng châu báu, nhưng ngài biết thế còn đem tặng ta là có ý gì? Đó thật là suy nghĩ của con sao? Con không nhận quà ta ban cho mà còn tỏ thái độ bất bình. Đây là của bệ hạ đặc biệt tặng sinh nhật con trai ngài. Rõ ràng Quan Lễ Hùng sai thích khách đến lén bỏ quà vào nhà con. Ngài có bằng chứng gì mà kết tội ta? Dạ, con có bắt được tên thích khách. Người đâu? Đưa hắn vào. Đưa ai vào ạ? Ngoài cổng chỉ có cái xe của ngài, không hề có ai khác. Hả? Ta thật không ngờ, nếu ngươi đã muốn tự thân tự lập như vậy, coi ra ta cũng nên tòa ý cho ngươi đài Mai An Tim ra quan đảo, nơi nào thật cằn khô, không có cây lúa nào sống nổi.